Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 6 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão số 3, nguy cơ cao ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân Hưng Yên. Chính quyền và người dân chủ động phòng chống bão số 3. Sáng nay vẫn còn xe chở vật liệu chạy trên đê sông Hồng, đoạn qua huyện Hóa Châu. Khuyến cáo người dân tích trữ quá nhiều thực phẩm trước bão, gây giá một số thực phẩm có thể tăng cao và khan hiếm. Trước diễn biến của cơn bão số 3, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường cho học sinh nghỉ học vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 9. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tự sinh hoạt chi bộ thôn Phúc Tá, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với nhà đầu tư nước ngoài. Và các bạn, dự báo của các ngành chức năng, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng sẽ gây gió và mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sáng nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão số 3 tại một số địa phương, đơn vị liên quan. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đến kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại các huyện Tiên Lữ, Phù Cử, Ân Thi, thành phố Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sẵn sàng chuẩn bị bơm tiêu thoát nước tại trạm bơm Bảo Khê, dự án cải tạo nâng cấp đê tả sông Hồng, các lồng cá trên sông Hồng, điểm sạt lở tại kè Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, trạm bơm Mai Xá, huyện Tiên Lữ, trạm bơm La Tiến, huyện Phù Cử, trạm bơm Trà Phương, huyện Ân Thi. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trước diễn biến bão số 3 có khả năng gây gió giật mạnh, mưa to diện rộng và kéo dài, tình trạng ngập úng có thể xảy ra. Các địa phương cần bám sát tình hình, chỉ đạo đơn vị thủy lợi và nông dân chủ động tiêu thoát nước cho diện tích lúa. Chỉ đạo ngay tháo giúp nước trong các kênh mương hệ thống thủy lợi khi mà mưa lớn không gây ảnh hưởng ngập đối với cả các cái diện tích sản xuất nông nghiệp, rồi đe dọa đến các khu vực sản xuất tập trung, các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp. Theo dõi sát cái tình hình dự báo diễn biến của cái cơn bão này để có phương án kịp thời, không để bất ngờ lấy tính mạng và tài sản của người dân được bảo đảm là mục tiêu cao nhất, làm sao chúng ta không để xảy ra cái tổn thất về người và hạn chế thấp nhất về thiệt hại kinh tế. Các cấp, các ngành, các cơ quan cũng cần phải chỉ đạo đối với doanh nghiệp và nhân dân có cái biện pháp để tự bảo vệ tài sản của mình. Cái đấy là rất là quan trọng. Đấy, ví dụ nhà cửa, các công trình xây dựng dở dang, đấy phải có cái biện pháp để bảo vệ, che chắn. Đấy, ngay cả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp làm sao đây ngập lụt mà không đe dọa đến tình hình sản xuất ở trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Kiểm tra các công trình xây dựng, bảo vệ tài sản, vật liệu, nhất là tại các dự án giao thông đang thi công. Đối với các khu cụm công nghiệp, phải có kế hoạch tiêu thoát nước, rà soát, kiểm tra những vị trí, điểm ách tắc dòng chảy tại các trạm bơm, khu cụm công nghiệp để giải tỏa, khơi thông, đảm bảo dẫn tiêu thoát nước, bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố công trình thủy lợi, đê điều ngay từ đầu giờ, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, kè. Chủ động ứng trực, xử lý nhanh các tình huống, không lơ là chủ quan, đảm bảo an toàn về người, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Tích cực tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống cho nhà cửa, vùng cây ăn quả, hoa màu, vùng nuôi trồng thủy sản, nhất là lồng cá trên sông. Các trạm bơm trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ máy để chủ động xử lý tình huống. Công ty Điện lực Hưng Yên chủ động phương án cấp điện cao nhất cho tất cả các trạm bơm tiêu thoát nước trong suốt thời gian có mưa bão. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các huyện Văn Tang, Khoái Châu, Kim Động. Kiểm tra tại khu vực kè Phú Mỹ, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Quản lý đê điều và huyện Kim Động đưa ra phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn công trình đê kè, bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, nhất là các hộ nuôi thả thủy sản, sẵn sàng vật tư, con người để có phương án xử lý kịp thời, ứng phó với diễn biến của bão số 3. Các hợp tác xã, nhà vườn, trang trại thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ hoa màu, tài sản. Hiện tại, hệ thống thủy lợi tại một số khu cụm công nghiệp chưa hoàn chỉnh. Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan cần lên phương án tiêu úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về máy móc, kho xưởng.
trực tiếp kiểm tra vận hành tại hai trạm bơm tiêu Nghi Xuyên, huyện Khói Châu và trạm bơm tiêu Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, đồng chí Trần Quốc Toản yêu cầu hai huyện triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, phối hợp với ngành điện ưu tiên cung ứng điện để kịp thời bơm tiêu thoát nước, tránh tình trạng ngập úng gây thiệt hại hoa màu và tài sản của nhân dân, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực nạo vét lưu thông dòng chảy và huy động các máy bơm dã chiến sẵn sàng ứng phó với mưa bão, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ. Kiểm tra công tác thực chiến tại trạm bơm tiêu An Vũ thành phố Hưng Yên và cống thoát khu vực xã Liên Phương qua đường 38B, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Hưng Yên khẩn trương khơi thông rác cục bộ gây tắc điểm cống thuộc địa phận xã Liên Phương, kiểm tra trạm bơm tiêu Triều Dương và trạm bơm Chợ Thi. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như phương án chủ động ứng phó khi mưa lớn gây ngập úng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý các địa phương và đơn vị phân công lực lượng ứng trực chế độ báo cáo theo quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã chỉ đạo các xí nghiệp chủ động tháo gạn nước trên các sông nội đồng, phân công lực lượng trực 24/24 giờ tại các trạm bơm, đồng thời lắp đặt một số máy bơm dã chiến để bơm tiêu cho một số vùng sản xuất gặp khó khăn trong tiêu úng, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của ngập úng, chủ động tiêu thoát nước tại khu vực ngập úng, ứng phó với các tình huống cực đoan có thể xảy ra trong mùa mưa bão theo phương châm 4 tại chỗ. Chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng tránh bão, bảo vệ tài sản. Theo dự báo của cơ quan Trung ương và công điện của Thủ tướng thì đây là một cơn bão rất là lớn và có nguy cơ ảnh hưởng đến người và tài sản của nhân dân rất là cao, phải thực hiện nghiêm cái công điện của Thủ tướng Chính phủ. Và đồng thời đây là chỉ đạo các đơn vị, các huyện, thành phố, thị xã và các ngành liên quan phải thực hiện nghiêm công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thì trước hết là để phòng chống lụt bão tốt thì thứ nhất là chúng tôi đã chỉ đạo ngành nông nghiệp là yêu cầu tất cả các trạm bơm tưới tiêu hút hết tất cả các cái dòng sông rồi ao hồ để giảm cái thiệt hại nếu khi mà bão về. Trước mắt là tất cả các dòng sông ao hồ đều phải hút cạn đẩy ra ngoài để đảm bảo khi mà cái lượng mưa lớn thì tránh thiệt hại hoặc không thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân trong cả tỉnh. Chủ đầu tư các khu cụm công nghiệp khơi thông ách tắc, đảm bảo lưu thông dòng chảy từ khu cụm công nghiệp ra hệ thống tiêu thoát nước, tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức nắm tình hình tại các vùng trũng dễ gây ảnh hưởng. Các cơ quan truyền thông thường xuyên đưa thông tin đầy đủ, chính xác, không để bị động bất ngờ. Đồng chí Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành kiểm tra phòng chống bão số 3 tại các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Đoàn kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại trạm bơm Chùa Tổng, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ. Trạm bơm có tổng công suất 40.000 m3/giờ, thực hiện tiêu úng cho 9 xã nằm trên lưu vực sông Cầu Treo. Tại huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào, công tác ứng phó với bão số 3 đã được các địa phương chủ động từ sớm, trong đó tập trung đôn đốc các xã phường thị trấn trục vớt rau bèo, vật cản, giải tỏa các điểm có khả năng gây ách tắc, ngập úng, yêu cầu các doanh nghiệp trong khu vực chủ động các biện pháp tiêu thoát nước, hạn chế xảy ra ngập úng. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Tô Thành Quyết yêu cầu các huyện, thị xã cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống thiên tai, bảo vệ an toàn cho người và tài sản, thực hiện phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, xây dựng phương án cấp điện, đảm bảo vận hành các trạm bơm tiêu úng. Cùng với đó, các địa phương cần yêu cầu doanh nghiệp đóng trên địa bàn gia cố lại hệ thống mái tôn nhà xưởng, tránh gây tốc mái. Các công trình giao thông thi công đảm bảo đường kênh thoát nước không để ngập úng, tăng cường quan tâm tới gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Các nhà trường cần chằng chống cây cối, chặt tỉa cành cây để đảm bảo an toàn cho học sinh. Chủ động ứng phó với cơn bão số 3, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra đối với đời sống, sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của người dân. Huyện Kim Động đã thực hiện các giải pháp cấp thiết, đôn đốc các địa phương, bà con nhân dân chủ động bảo vệ tài sản, hoa màu, nhà cửa trước khi bão đổ bộ. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện huy động toàn bộ 34 trạm bơm chống úng với 178 máy hoạt động, thực hiện bơm tiêu nước đệm trên các trục sông chính, đảm bảo khống chế mực nước tại các bể hút thấp và trục vớt bèo rác trên các tuyến sông.
Các địa phương tích cực khơi thông các cửa cống rút nước nội đồng. Đối với hơn 500 hectare chuối ở vùng bãi các xã ven đê, bà con nông dân đã huy động nhân lực để thực hiện chằng chống cắt tỉa bớt lá già để giảm sức cản khi có gió mạnh, hạn chế đổ cây. Nhà tôi thì cái diện tích có độ 5 mẫu, thế nhưng mà chằng chống thì phải hô nhân lực thuê rồi là người nhà tập trung ra làm như vậy là từ mấy ngày hôm nay rồi để đảm bảo đỡ đi gió. Bên cạnh đó, các xã thị trấn huy động lực lượng phòng chống thiên tai tại chỗ, rà soát phát quang cây cối, dọn dẹp đường điện, hỗ trợ các gia đình khi có nhu cầu để gia cố nhà cửa trước gió, tuyên truyền người dân tuyệt đối không chủ quan trước ảnh hưởng của bão. Sáng sớm nay nè, ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của xã đã họp và đã cử các thành viên trong ban chỉ đạo xuống từng cơ sở thôn và họp với cả thôn triển khai rà soát các cái khu dân cư, phát quang các đường điện cũng như cây to ảnh hưởng đến khả năng trong bão và cũng như là rà soát các cái khu dân cư các hộ gia đình mà cần phải chằng chống thì sẽ gửi lực lượng đến hỗ trợ để chằng chống cho bà con để đảm bảo những gia đình nào mà cảm thấy không đảm bảo chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động bà con trong lúc bão là sẽ di dời. Huyện Yên Mỹ chỉ đạo các xã thị trấn tháo cạn nước trên toàn bộ hệ thống sông trục, kênh tiêu. Điện lực Yên Mỹ phối hợp với xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện kiểm tra phát quang lưới điện cấp cho 100% trạm biến áp phục vụ bơm tiêu và khu vực dân cư trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh tới người dân thu hoạch nhanh cây ăn quả hoa màu đã đến kỳ thu hoạch, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Ngay sau khi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh triển khai các biện pháp nhằm đối phó với cơn bão số 3, các địa phương có đê cũng đã có công điện thông báo trực tiếp cho các bến bãi, các xe tải lớn ngừng hoạt động từ sáng nay. Ghi nhận tại huyện Kim Động, sáng nay, ngày 16 tháng 9, trên tuyến đê sông Hồng đi qua địa bàn này đã không còn xe tải lớn chở vật liệu hoạt động. Các doanh nghiệp xe như công ty Phúc Lộc Thịnh, công ty Xuân Hồng, công ty Tiến Thành đều đã đưa xe về bến đỗ. Tại các bến bãi, tất cả đều dừng các hoạt động bốc rỡ hay mua bán cung cấp vật liệu cho các xe tải. Thì chiều hôm qua là chúng tôi có nhận được báo cáo là chúng tôi nghỉ không hoạt động công tác bốc xếp ở bến bãi và không bốc ở tàu bèo cho các phương tiện tham gia bốc cát. Xe của nhà có dừng hết. Tại huyện Quế Châu, buổi sáng nay, vẫn có một số bến bãi cố tình không thực hiện theo thông báo bão của chính quyền và cơ quan chức năng vẫn tiếp tục vận chuyển và cung cấp vật liệu cho xe. Chỉ đến khi phóng viên xuất hiện, mọi hoạt động mới dừng. Có nhận thông báo rồi. Có nhận rồi. Xe nào nó không biết thì là nó đến thì thôi mình nhân nhiệm không cho thay cho tao đi. Xe người ta tổng phải Mỹ người ta đi vào đây. Từ sáng chạy ít có mấy xe chạy. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các huyện khác có đê cơ bản, các bến bãi, các doanh nghiệp vận tải đều thực hiện khá nghiêm túc việc dừng các hoạt động vận tải. Dù hiện nay bão số 3 chưa đổ bộ vào nước ta, song công tác chuẩn bị để ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra là vô cùng cần thiết. Vì vậy, các địa phương, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra kiểm soát, yêu cầu các đơn vị, các doanh nghiệp vận tải và các bến bãi thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Ban Phòng chống lụt bão các cấp. Trong ngày hôm nay, một số hộ dân có tư tưởng tích trữ thực phẩm để phòng ảnh hưởng của bão số 3, nhất là thịt cá và rau tươi. Tuy nhiên hiện nay, các mặt hàng này tại Hưng Yên vẫn còn nhiều. Vì vậy, nếu mọi người đổ xô tích lũy, sẽ tạo ra cơn sốt ảo, đẩy giá các loại hàng này lên cao. 14 giờ 30 phút chiều, thời điểm này mọi ngày là lúc các tiểu thương bắt đầu chuẩn bị cho phiên chợ chiều, thì lại đông đúc người mua. Những gian hàng vốn phải đầy ắp thực phẩm chuẩn bị cho buổi chợ chiều thì nay hoặc đóng cửa hoặc còn lưu thưa một vài món hàng. Những gian hàng còn mở bán thì tấp nập người mua. Tất cả chỉ bởi nguyên nhân tích trữ thực phẩm khi bão số 3 đổ bộ. Cô phải chờ tí thì còn nữa còn nữa. À, hôm nay thì bán được nhiều, chạy hàng, bây giờ tôi hết sạch rồi này. Hôm nay thì mổ thêm được 2 con là 5 con. Ngày mai vẫn chưa làm bình thường. Tôi ăn trong ngày rồi, mua tiếp, mấy ngày sợ không mua được. Bão không bán hàng. Hôm nay thì hết sạch, có người trong chuồng còn con nào lắm hết. Mười mấy, 20 cây thay gà hết. Dân sợ bão đi đông lắm. Mỗi ngày tầm khoảng 6 giờ, 6 giờ rưỡi, không 7 giờ. Tối, mới hết hàng. Đây là đến giờ này. Hết sạch rồi còn đang đợi gà về.
Tại chợ Phố Hiến, chợ gạo, một số loại thực phẩm như các loại thịt cá, rau xanh, sức tiêu thụ lớn, giá tăng từ 5 đến 15%, nhất là với rau xanh, có loại tăng giá gấp đôi. Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm khiến thị trường mất cân bằng. Người cần thì không mua được, người lại phải mua với giá cao. Và hệ quả là đã có những tranh cãi xảy ra. Thịt 170 là không đấy đâu. Thôi không. Mọi thứ nó đều lên giá đấy. Chắc mất vài hôm bão thì thôi. Thói quen của người dân nó cứ như thế, cứ hơi có vấn đề gì cái là hoặc cái dự trữ thực phẩm đó nó cứ đẩy giá lên. 9 giờ là không còn một cái gì hết. Cô đi muộn cô phải mua cái mớ rau muống bình thường có 5.000 mua phải mua 8.000. Cái đó là 10.000 một cân. Phần lớn các tiểu thương tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên như chợ Phố Hiến, chợ gạo, chợ Hiến Nam cho biết họ đã chủ động về nguồn cung cấp, dù mưa bão thì vẫn có đủ hàng hóa đưa ra thị trường. Do vậy người dân không nên tích trữ thực phẩm để tránh tình trạng bị đội giá lên cao. Trước diễn biến của cơn bão số 3, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn chỉ đạo các nhà trường tại Hưng Yên cho học sinh nghỉ học vào ngày mai thứ 7, ngày 7 tháng 9 năm 2024 và bố trí dạy bù vào thời gian phù hợp, triển khai cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố trường lớp học, theo dõi thường xuyên diễn biến của bão, mưa lũ, úng ngập để kịp thời có giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Chiều qua, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tới dự sinh hoạt chi bộ thôn Phúc Tá, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phạm Văn Khuê, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại tá Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau khi nghe Ban Chi ủy triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 9 và ý kiến phát biểu của các đảng viên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương những kết quả toàn diện, tích cực mà chi bộ thôn Phúc Tá đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đặc biệt biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ, cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của đông đảo cử tri, nhân dân trong thôn. Thông tin tới các đảng viên một số điểm nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các định hướng phát triển theo quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Đồng chí cũng yêu cầu chi bộ tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đảng, nâng cao khả năng phòng ngừa, miễn nhiễm cho cán bộ đảng viên quần chúng trước những thông tin xấu độc, phân công đảng viên phụ trách theo dõi các nhóm hộ gia đình, đẩy mạnh xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, huy động nguồn lực, khơi gợi sức dân để tu bổ tôn tạo các di tích đang bị xuống cấp, tích cực xây dựng khu dân cư bình yên, không có tội phạm, tệ nạn xã hội. Đối với các đề xuất kiến nghị của chi bộ, đồng chí yêu cầu huyện Ân Thi, xã Tân Phúc quan tâm đầu tư cải tạo hạ tầng, thoát nước, hệ thống giao thông cho thôn, xây dựng các khu vực công cộng cho nhân dân sinh hoạt, nhất là trồng cây xanh, tạo bóng mát. Đồng chí cũng yêu cầu chuẩn bị tốt cho đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là chủ động các biện pháp ứng phó với cơn bão số 3. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn Tsukuba của Nhật Bản nhằm trao đổi hợp tác đầu tư xúc tiến thương mại tại tỉnh Hưng Yên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Khuôn đúc Tsukuba Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc tập đoàn Tsukuba hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các loại khuôn đúc và các sản phẩm đúc từ hợp kim nhôm, magie và kẽm. Tại Hưng Yên, công ty có 2 dự án đang hoạt động tại khu công nghiệp Phố Núi A và dự án tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Tuy nhiên, công ty đang gặp khó khăn về thủ tục hành chính trong việc đánh giá công nghệ đang sử dụng, công nghệ sản xuất trên 10 năm phục vụ việc gia hạn. Công ty đề nghị được lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư và cam kết đảm bảo công nghệ sản xuất đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng ý xem xét gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty, nhưng yêu cầu công ty khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật. Công ty phải cam kết sử dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá công nghệ. Nếu đơn vị thẩm định phát hiện có ý kiến về công nghệ công ty đang sử dụng là công nghệ lạc hậu, tỉnh sẽ đình chỉ hoạt động của công ty theo quy định. Vừa qua, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng từ mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên Nguyễn Viết Bảy, Lê Văn Phán, Quách Đắc Bôn, Đào Hạnh Phúc ở xã Minh Tân và Đoàn Đào, huyện Phù Cử.
Đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy khẳng định huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp cống hiến của đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm tự hào riêng của các đảng viên và gia đình mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ. Đồng thời đồng chí cũng mong muốn các đảng viên lão thành luôn sống vui, sống khỏe cùng gia đình con cháu, tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm quý báu của mình đối với sự phát triển của quê hương đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.